Chào hai đứa con. Từ bây giờ mới nghe hai đứa vô cô dùng gỗ câu đầu cũng hay. Thường thường khi mình đi coi hát á, mà mình nghe ca hay á, thì người mình nó khỏe. Còn nếu mà đi mà gặp mà ca không hay á, cái mình hồi một hồi cái mình thấy mắt ngọt. Cho nên là cái nhiệm vụ của cái người nghệ sĩ hát cải lương á, là tập tuồng cho kỹ, để khi mình xuất hiện trước công chúng á, mình ca cho người ta nghe. Thường thường mấy đứa con nghe câu không? Trời, cái thằng này ca đã dễ sợ luôn. Người ta dùng chữ đã chứ không phải dùng chữ hay. Thì phải nói rằng hai đứa con là vô giọng cổ cực hay luôn tối nay. Nhưng mà những người trẻ của tụi con ngày hôm nay hát cải lương đó, thì cô muốn nói một cái sự thật này nè. Con trai người nam hát cải lương bây giờ đó, sao đứa nào cũng khóc méo hết trơn kỳ. Trong khi đó, cái người nam của cải lương ngày xưa đó là rất là oai phong, nam nhi đại trượng phu, phải như là cái tùng, để cho cái người đào người ta dựa mình á, người ta thấy một cái dáng liễu. Và cái cặp đôi đó mới làm cho khán giả sân khấu mê sân khấu, và người ta bất kể cái gì người ta cũng dành cái tình thương đó cho các nghệ sĩ. Mà mấy đứa con đứng ở trong một cái nhà hát sang trọng như thế này, mấy đứa con có để ý không? Hay là mắt lo hát với lo thi mà không thấy? Cái thời buổi này đó, khó mà có một cái sân khấu thánh đường để cho mình biểu diễn cho vừa lòng khán giả con nhé. Nhân đây chúng tôi cũng ban giám khảo cảm ơn Sài Gòn Băng, tức là các anh các chị đã có thể nói rằng đã xem rất là quan trọng cái văn hóa Việt thông qua nghệ thuật cải lương, và suốt 18 năm đã thủy chung với HTV, thủy chung với cải lương, thủy chung với khán giả của cải lương. Xin cho ban giám khảo chúng tôi nói lời biết ơn các anh. Cô muốn nói như vậy đó để nói với các con rằng, má Bảy Phùng Há nói đó, cha mẹ sinh ra mình có giọng hát, nhưng nó nồng ấm hay là nó lạnh lùng đó, chính vì do cái lối sống của mình. Khi chúng ta yêu thương cái thế giới này và chúng ta biết ơn cái thế giới này, thì cái giọng của chúng ta càng ngày càng nồng ấm. Cô không biết như thế nào, cô không biết khán giả nghe cô nghệ sĩ Kim Tử Long rồi cô Thoại Mỹ như thế nào, mà mấy cô mấy chú bây giờ là mặt mũi nhăn nheo hết mà khán giả vẫn còn thương. Có đúng không quý vị? Chính vì các cô chú nghe lời các bậc tiền bối, mình hát cải lương, mình thương dân tộc, mình thương những người nghèo khổ khó hơn mình, mình chú ý và mình biết ơn quá khứ, thì như vậy mấy đứa con sẽ kéo dài cái tuổi thọ đối với cái nghề này. Và cô xin phép HTV để nhắc mấy đứa con cái điều này, là vì mình cũng khó gặp nhau, phải không con? Thì bây giờ có hai việc dặn tụi con. Một là con trai phải ra ăn trai, con gái phải ra ăn gái. Đó là một. Thứ hai, sau này tụi con thành nghệ sĩ, tụi con nên nhớ rằng mình nhận một cái vai tuồng đó, mình là ai? Là lịch sử, là hương xa, hay là xã hội? Con thấy cái xã hội của mình đó, khi mình bận quần áo bình thường như thế này, mình có khi nào mình mếu không con? Không có, đúng không con? Và cải lương với kịch nói chỉ có khác nhau một chút xíu, mà nếu mình không để ý đó, mình bỗng nhiên làm cho cải lương nhà quê trước mắt người xem. Cô nói thí dụ bây giờ kịch nói, trời ơi, ông có nghe không? Nghe gì? Bác Hai vừa mới chết. Ủa gì đó hả? Trời ơi, ngày hôm qua tính ghé thăm ổng, mà rồi là chưa kịp. Thôi thôi thôi, bây giờ để tôi phải chạy đi kiếm đi thăm ổng cái đã. Đó là kịch nói. Còn cải lương, trời ơi, ông có nghe không? Nghe gì? Bác Hai vừa mới chết. Hả? Tì.
trời ơi, bác hai đã chết rồi sao? Nếu như tôi biết thì ngày hôm qua. Con có thấy không? Người ta chỉ nói cái cấn dây để chuẩn bị vô, chứ còn mặc mũi quần áo bình thường gì mà mình cứ cấn dây hoài thì người ta nghe nhà quê lắm con nhé. Thì mấy đứa con cần phải học để cải lương trong mắt của người xem, vừa yêu mến tụi con, vừa kính trọng cải lương. Nhất trí không? Rồi, cảm ơn các con. Xin được trân trọng cảm ơn những lời chia sẻ rất chân tình của nghệ sĩ nhân dân tiến sĩ Bạch Tuyết dành cho hai bạn thí sinh.